Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Nhã Lan, tại sao em có thể nghĩ anh là người như vậy hả? Tuy anh sống trong nghèo khó thiệt, nhưng mà anh biết đâu là đúng đâu là sai. Anh không thể nào yêu Đan Thanh được. Em hỏi chỉ vì lo thôi. Đan Thanh đang mang trong mình đứa con duy nhất của Minh Hoàng. Và anh là bác của nó, anh phải có trách nhiệm lo cho nó như cha nó vậy. Khi nào anh còn sống, anh vẫn phải lo cho nó. Đó là trách nhiệm mà Minh Hoàng đã giao cho anh rồi. Vậy mà tới bây giờ anh vẫn chưa lo cho mẹ con họ được ngày nào. Mà em còn nghĩ anh là con người như vậy nữa hả? Anh không biết là Đan Thanh đã từng lên kế hoạch cướp Minh Hoàng khỏi tay em sao? Còn anh? Anh thì sao? Anh cũng chỉ là đàn ông thôi. Đan Thanh quyến rũ, lại còn thông minh nữa. Nếu như anh không siêu lòng, thì cô ấy cũng sẽ có cách để giành anh về như đã từng giành Minh Hoàng vậy. Vậy em không muốn chịu đựng việc này thêm một lần nào nữa. Dạ anh cũng không muốn chịu đựng khi em suy nghĩ anh là người như vậy nữa. Tại sao em có thể gán ghép suy nghĩ và cảm xúc của hai con người khác nhau vậy? Anh và Minh Hoàng là hai người khác nhau. Minh Hoàng không yêu em, còn anh... Còn anh thì sao? Đang làm gì trong phòng tôi vậy hả? Đây sẽ là phòng làm việc của tôi kể từ ngày hôm nay. Cô nghĩ mình đủ năng lực thay thế tôi hay sao? Nhưng mà đó là chuyện của cô. Tôi đến đây tìm chồng sắp cưới của mình. Cái gì? Anh Hoàng không có ở đây. Vậy ở đâu? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cô cũng đừng nên hy vọng lắm, để được thất vọng nhiều. Còn cô cũng đừng mơ mộng giành giật anh Hoàng từ phía tôi đi. Chẳng phải anh cầu hôn tôi trước mặt cô hay sao? Cô quên rồi hả? Tại sao cô lại đây? Tôi đã cấm không cho cô đặt chân vào đây rồi cơ mà. Ông đang đuổi ai vậy? Tôi sắp là bà chủ ở đây rồi đó. Bà chủ ở đây? Tôi nghĩ là mình cần có chút quyền hành gì ở đây, bởi vì tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Cô nói nhảm với cái gì vậy? Minh Hoàng là chồng của Nhã Lan, còn cô là ai? Anh Hoàng chưa nói cho bà biết sao? Rằng họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Cái gì? Nhã Lan, sao cô không nói gì hết vậy? Con và anh Hoàng đã ly hôn, để anh cưới Đan Thanh. Hai người nghe rõ chưa? Tôi sẽ còn quay trở lại đó. Con đang làm cái trò gì vậy? Rõ ràng con đã nói với mẹ là con ổn mà. Sao bây giờ lại ly hôn? Thì con vẫn ổn mà mẹ. Vẫn ổn của con là như vậy sao? Sao con không nói gì cho ba mẹ biết? Nhã Lan à, ba, mẹ. Cậu đùa với con gái tôi hả? Dạ, có chuyện gì vậy ba? Đan Thanh tới đây, nói là tụi mình đã ly hôn, để anh cưới cô ấy. Cậu tính giỡn mặt với tôi đó hả? Ai cho phép cậu đối xử với con gái tôi như vậy? Mọi người bình tĩnh được không? Con là người đòi ly hôn, vì con muốn là đứa bé phải có cha. Chỉ vậy thôi. Đi ra ngoài cùng em. Con chó này, nó làm em điên mất. Chắc chắn là nó đã bị con Đan Thanh đe dọa. Anh phải làm gì đó để con mình không chịu bất công như vậy. Con về rồi đó hả? Không hiểu sao Nhã Lan và anh Hoàng không nói với mọi người chuyện ly hôn, làm hôm nay con cư xử như đứa khùng vậy đó. Nhiều khi tụi nó sợ ai đó can thiệp vào chuyện này, nên đợi ly hôn xong rồi mới nói. Hình như anh Hoàng lấy con chỉ vì đứa bé thôi. Kệ nó đi, cưới xong rồi tính tiếp. Sau đó còn tìm cách để cho nó yêu con thêm lần nữa.
Để mẹ ra mở cửa cho. Vì con gái của bà, con gái của bà đang phá hoại gia đình con gái của tôi đó. Cái... ông nói cái gì? Phá hoại là sao? Anh Hoàng là người chủ động cầu hôn tôi và nói với tôi sẽ ly hôn Nhã Lan để đến với tôi kia mà. Cô nói cái gì? Ông làm gì vậy? May là có mẹ cô ở đây, nếu không thì... thì sao? Con vô nhà đi. Vô nhà đi. Con không sợ ông ta đâu. Mẹ nói con vô nhà đi mà. Con gái tôi đang mang thai, ông muốn nói gì thì nói nhanh lên, rồi ông biết khỏi đây đi. Tốt nhất là bà nên mang con gái bà đi đi. Đi thật xa, càng xa càng tốt. Đi thì khuất mắt tôi. Bao nhiêu tiền? Nói đi, tôi đưa. Ông vẫn y như xưa, nghĩ có tiền là giải quyết hết tất cả hay sao? Cứ như vậy đi, chứ tôi không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo đâu. Tiền của ông không đủ phá thai đâu, cũng giống như năm xưa vậy đó. Bà nói vậy là sao? Thật là không công bằng cho con Đan Thanh. Khi ông làm mọi thứ để bảo vệ Nhã Lan, trong khi đó cả hai đứa nó là con gái ruột của ông đó. Bà nói cái gì? Ai là con ruột của tôi? Tôi nó còn Đan Thanh, nó là con gái ruột của ông. Ông nghe rõ chưa? Năm xưa ông quăng cho tôi đóng tiền, kêu tôi đi bỏ con, nhưng tôi không làm điều đó. Sao ông còn chưa về hả? Đi về đi, đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa. Nếu ông không về, tôi báo công an đó. Ông về đi. Về đi. Đi vô con. Nó là con gái ruột của ông nghe rõ chưa?